cảm ơn các cô sư thế hiện diện của các cô, các ông, các bà và các quý vị đã có mặt ngày hôm nay để tham dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Nhân dịp này, tôi xin chúc các cô, các ông, các bà và các quý vị khách quý mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, hai gia đình chúng tôi tổ chức một bữa cơm thân mật để xin mời các cô, các ông, các bà và các vị khách quý để nâng cốc chúc mừng hạnh phúc cho hai con của chúng tôi là Lê Trung Kiên và Nguyễn Như Quỳnh. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Trên ngày vui hôm nay, cô dâu chú rể đã chọn những bông hoa tươi thắm, kính trọng và biết ơn về tất cả những gì cha mẹ đã.